huống là nương sự tu đạo ấy có lìa tạp nhiễm và được thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào, trong các ánh sáng hiện ra sắc tướng là có thật, để y theo đó tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã gây tạo sẽ bị đọa vào đường ác, hoặc sanh vào cõi trời người thọ các sự khổ vui không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không thật, bởi vì trong các ánh sáng hiện ra sắc tướng đều không thật sự, chỉ gạt những trẻ khờ dại, nên làm sao có thể y vào đó để tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã gây tạo sẽ bị đọa vào đường ác, hoặc sanh vào cõi trời người thọ các sự khổ vui. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào, ví như các sắc tướng do ánh sáng hiện ra có chân thật tu đạo, nương vào sự tu đạo kia có lìa tạp nhiễm được thanh tịnh không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không thật. Vì sao? Vì sắc tướng do ánh sáng hiện ra đều không thật, chẳng phải có hoạt động, chẳng phải bị hoạt động, tu đạo còn không có, huống là nương sự tu đạo ấy có lìa tạp nhiễm và được thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào, nhà huyễn thuật biến hóa ra các đạo quân như quân voi, ngựa, vân vân, các thứ hình tượng là có thật để y theo đó tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã gây tạo sẽ bị đọa vào đường ác hoặc sanh vào cõi trời người thọ các sự khổ vui không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không thật. Bởi vì voi, ngựa, vân vân được biến hóa ra đều không thật, chỉ gạt những trẻ khờ dại, nên làm sao có thể y vào đó để tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã gây tạo sẽ bị đọa vào đường ác hoặc sanh vào cõi trời người thọ các sự khổ vui. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào, ví như việc huyễn hóa có chân thật tu đạo, nương vào sự tu đạo kia có lìa tạp nhiễm được thanh tịnh không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không thật. Vì sao? Vì voi, ngựa, vân vân, sự huyễn hóa đều không thật sự, chẳng phải có hoạt động, chẳng phải bị hoạt động, tu đạo còn không có, huống là nương sự tu đạo ấy có lìa tạp nhiễm và được thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào, những hóa thân do người biến hóa ra là có thật, để y theo đó tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã gây tạo sẽ bị đọa vào đường ác, hoặc sanh vào cõi trời người thọ các sự khổ vui không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không thật, bởi vì các thân được biến hóa ra đều không thật sự, thì làm sao có thể y vào đó để tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã gây tạo sẽ bị đọa vào đường ác hoặc sanh vào cõi trời người thọ các sự khổ vui. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào, ví như hóa thân có chân thật tu đạo, nương vào sự tu đạo kia có lìa tạp nhiễm được thanh tịnh không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không thật. Vì sao? Vì thân được biến hóa ra đều không thật, chẳng phải có hoạt động, chẳng phải bị hoạt động, tu đạo còn không có, huống là nương sự tu đạo ấy có lìa tạp nhiễm và được thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào, trong thành tầm hương hiện ra nhiều loại vật là có thật, để y theo đó tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã gây tạo sẽ bị đọa vào đường ác, hoặc sanh vào cõi trời người thọ các sự khổ vui không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không thật, bởi vì trong thành tầm hương hiện ra nhiều loại vật đều không thật, thì làm sao có thể y vào đó để tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã gây tạo sẽ bị đọa vào đường ác hoặc sanh vào cõi trời người thọ các sự khổ vui. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào, ví như các vật trong thành tầm hương có chân thật tu đạo, nương vào sự tu đạo kia có lìa tạp nhiễm được thanh tịnh không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không thật. Vì sao? Vì các loại vật cũng như thành kia đều không thật, chẳng phải có hoạt động, chẳng phải bị hoạt động, tu đạo còn không có, huống là nương sự tu đạo ấy có lìa tạp nhiễm và được thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào, vì các loại vật cũng như thành kia đều không thật sự, chẳng phải có hoạt động, chẳng phải bị hoạt động, tu đạo còn không có, huống là nương sự tu đạo ấy có lìa tạp nhiễm và được thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào, ví như các pháp hoặc là hữu lậu, hoặc là vô lậu, hoặc là thế gian, hoặc là xuất thế gian, hoặc là hữu vi, hoặc là vô vi, chẳng phải như hình tượng tiếng vang, sóng nắng, ảnh tượng trong ánh sáng, việc huyễn hóa, vật lạ trong thành tầm hương ấy không? Thiện hiện bạch Phật,
Bạch Thế Tôn, chẳng có, bởi vì nhất định không có pháp hoặc là hữu lậu hoặc là vô lậu, hoặc là thế gian hoặc là xuất thế gian, hoặc là hữu vi hoặc là vô vi, chẳng phải như hình tượng, vân vân. Phật dạy: Này Thiện Hiện, ý ông thế nào? Trong đây thật có người tạp nhiễm, người thanh tịnh không? Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng có, trong ấy đều không thật có người tạp nhiễm, người thanh tịnh. Phật dạy: Này Thiện Hiện, như người tạp nhiễm hoặc thanh tịnh thật vô sở hữu, do nhân duyên này tạp nhiễm và thanh tịnh cũng chẳng thật có. Vì sao? Vì các loài hữu tình trụ nơi ngã hay ngã sở đều hư vọng phân biệt, cho rằng có người tạp nhiễm và thanh tịnh, do nhân duyên này cho rằng có tạp nhiễm và có thanh tịnh. Chẳng phải thật có người thấy cho rằng có người tạp nhiễm và người thanh tịnh. Như người thật thấy biết không có người tạp nhiễm và người thanh tịnh, như vậy sự tạp nhiễm và thanh tịnh cũng không, vì tất cả pháp tự tướng đều không. Bấy giờ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những người thấy thật không nhiễm không tịnh, những người không thật thấy cũng không nhiễm không tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh. Bạch Thế Tôn, những người nói thật không nhiễm không tịnh, những người nói không thật cũng không nhiễm không tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh. Bạch Thế Tôn, pháp không tự tánh, không nhiễm không tịnh, pháp có tự tánh cũng không nhiễm không tịnh. Các pháp không tự tánh, có tự tánh cũng không nhiễm không tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh. Bạch Thế Tôn, nếu người thật thấy và người nói thật không nhiễm không tịnh, người không thật thấy và người không nói thật cũng không nhiễm không tịnh, thì tại sao lúc Thế Tôn lại nói có pháp thanh tịnh? Phật dạy: Này Thiện Hiện, ta nói tánh bình đẳng của tất cả pháp, tức là pháp thanh tịnh. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tánh bình đẳng của tất cả pháp là thế nào? Phật dạy: Này Thiện Hiện, các pháp chân như, nói rộng cho đến cảnh giới bất tư nghì, Như Lai dù ra đời hoặc không ra đời, thì tánh tướng vẫn thường trụ, đây gọi là tất cả tánh bình đẳng của tất cả pháp. Tánh bình đẳng này gọi là pháp thanh tịnh, ở đây nương vào thế tục nói là thanh tịnh, chẳng nương vào thắng nghĩa. Vì sao? Vì trong thắng nghĩa đế không có phân biệt, cũng không hí luận, dứt tất cả danh tự và ngôn ngữ, nên không thể nói là có nhiễm hoặc có tịnh. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều như cảnh mộng, nói rộng cho đến như thành tầm hương, tuy hiện ra tựa như có nhưng không thật sự, thì làm sao Đại Bồ Tát nương vào pháp chẳng thật có, phát tâm đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, phát thệ nguyện: Ta phải viên mãn bố thí vân vân sáu pháp ba la mật đa, nói rộng cho đến ta phải viên mãn 32 tướng 80 vẻ đẹp, ta phải phát sanh vô lượng ánh sáng soi chiếu vô biên thế giới khắp mười phương, ta phải phát sanh âm thanh vi diệu vô biên thế giới vang khắp mười phương. Tùy theo tâm và tâm sở pháp của các hữu tình hiểu rõ các pháp khác nhau rồi, vì họ thuyết giảng các pháp môn vi diệu, làm cho họ siêng năng tu học, tùy chỗ thích ứng đều được các việc lợi ích. Phật dạy: Này Thiện Hiện, ý ông thế nào? Ông đã nói các pháp có giống như cảnh trong mộng cho đến như thành tầm hương không? Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đúng vậy, đúng vậy. Nhưng con còn nghi ngờ, nếu tất cả pháp như mộng cho đến như thành tầm hương đều không thật sự, thì làm sao Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, phát thệ nguyện vững chắc, ta sẽ viên mãn tất cả Phật Pháp, làm lợi ích an vui cho vô lượng hữu tình, chẳng phải như trong mộng đã thấy, nói rộng cho đến như thành tầm hương, hiện ra các loại vật, nên hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, huống là có thể viên mãn, nói rộng cho đến 32 tướng 80 vẻ đẹp cũng nói như vậy, chẳng phải như trong mộng đã thấy, nói rộng cho đến như thành tầm hương, hiện ra các loại vật nên thành tựu tất cả sở nghiệp,